Ok, xin chào mọi người. Hôm nay bên Ngọc Shop em xin tiếp tục với chuyên mục review nhanh các cái sản phẩm về đồ gia dụng hàng Nhật Bản. Thì sản phẩm hôm nay em giới thiệu đến mọi người là dòng máy hút bụi tự động thông minh của thương hiệu iRobot Zoom 3. Đây là thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ và được xuất sang thị trường Nhật. Và sản phẩm này là sản phẩm sử dụng tại Nhật, hàng nội địa Nhật anh em nhé. Thì trong các dòng máy hút bụi thì có rất nhiều hãng thường xuyên bán ở thị trường Việt Nam chúng ta, như có hàng iRobot này, Saab này, Toshiba này, đấy, một vài cái hãng thông dụng. Thì em giới thiệu qua cái dòng iRobot này cho anh em trải nghiệm. Thì tất cả thường thường cái form chung của các dòng hút bụi hiện nay thì đều là cấu tạo hình tròn đấy, để khả năng di chuyển và chuyển động rất dễ hơn. Thì dòng iRobot này có thể đo tạm thời là đường kính nó khoảng tầm 35 anh em nhé, chiều dày đấy, chiều dày khoảng tầm 7-8 cm cho anh em nữa hình dung. Dòng iRobot này thì nó có rất nhiều mã, mã đầu 5 đến mã đầu 9. Thì sản phẩm hôm nay em giới thiệu đến mọi người là dòng sản phẩm mã đầu 780. Em sẽ lập phía sau cho anh em trải nghiệm luôn, tiện thể giới thiệu cho anh em cách vệ sinh và sử dụng luôn. Đây Ok, mình là tắt máy trước nhé. Không tắt máy thì nó sẽ báo ngay vì nó có cảm biến mà. Ok, đây là phía sau của máy. Đây là cái khăn đựng rác, cái khăn rác, cái thùng đựng rác. Thì thùng rác này tí mình sẽ mở ra, mình giới thiệu qua cho anh em luôn. Thì phía dưới này nó có cái nút bấm vào đây, các bạn giữ, các bạn kéo ra. Mình đang một tay làm hơi ngượng một chút. Ok, mình đã tháo được cái khay rác ra cho anh em. Thì sau khi sử dụng và đầy rác thì các bạn tháo ra vệ sinh thủ bụi đi, các bạn có cái lẫy ở đây các bạn lẫy lên đấy, thủ mình cho các cái rác này ra ngoài. Và đặc biệt thì có thêm hai cái lọc bụi mịn nữa đây này, các bạn cậy cái này ra nhé. Đây ví dụ này, ở đây bụi mịn này, lọc các bụi mịn. Cái này bạn chỉ thủ bụi nhé, các bạn không được rửa nước nhé, không rửa nước sẽ hỏng cái màng lọc này. Nó như màng lọc không khí thôi, nhưng là dòng size mini nhỏ. Thì ở trong đây có một cái quạt, đây là vị trí hai đầu lưu nguồn của quạt này, quạt nó nằm ở vị trí này để nó hút bụi vào bên trong đây. Đây nhưng cái này không được rửa nước nhé, anh em chỉ rửa khô thôi. Và sau khi các bạn thổi bụi xong, các bạn lấy cái máy hút bụi, các bạn hút cái bụi trong đây ra thì rất là tốt, tốt hơn các bạn không được rửa nước. Đấy, đây nó có lẫy này, các bạn muốn mở ra các bạn phải ấn cái lẫy này vào, các bạn rút ra nhé. Đấy, mình đã tháo sẵn cho anh em rồi. Ok, đến đây tiếp theo, đây là cái chổi là chổi khuấy bụi để bụi nó bắn ra để nó hút vào trong đây. Thì cái này các bạn gãy các bạn thay. Thì bên mình cũng bán thêm cái chổi quét này đây. Anh em cứ mua tầm 50 cái về dòng sơ cua. Cái này nó khi nó va chạm vào nó sẽ bị gãy. Gãy thì bạn thay đi, nó rất rẻ, nó chỉ tầm 20.000 một cái chổi thôi. Anh em sơ cua dùng thoải mái. Ok, đến phần model, đây là model 780 này. Thì cái dòng model 780 này thì nó sản xuất từ đời năm 2010 đến 2013, em này 2013. Đấy. Ở đây là vị trí để pin. Đấy, mình có thể tháo trực tiếp cho anh em xem luôn, đây vị trí bạn để pin. Thì nguyên bản các dòng pin này thì khi về đến 15 sử dụng thì đa số nó đều kém. Thời gian sử dụng nó thì tầm nửa tiếng đổ lại. Thì tất cả các sản phẩm về em test, nếu mà nó kém em sẽ thay thế bằng pin mới. Ở đây là pin mới mọi người nhé, pin mới 100% hàng chính hãng luôn, dung lượng 1800 mAh. Với cái dung lượng pin mới tinh này thì anh em có sử dụng cho khoảng tầm từ 2 tiếng đến 3 tiếng nhé, mình đảm bảo đã test thực tế rồi. Và chiếu cái dòng pin này là dòng pin mới nhé, công nghệ Li-ion. Công nghệ pin này là công nghệ pin mới bây giờ, để cho khả năng độ bền rất là cao. Còn cái pin nguyên bản của nó thì nó là pin dòng Li-ion, dòng pin đời trước và tuổi đời và dung lượng rất là thấp. Đấy, tất cả trong sản phẩm bây giờ bên em đều thay thế bằng cái pin dung lượng cao công nghệ Li-ion này. Đấy, mình có thể tháo đây một cái pin mà bên mình đã đóng. Với cái công pin này thì anh em có thể tự đóng vào nhà được nữa, anh em khéo tay. Cái anh em mình sẽ làm video sau. Đấy, mình giữ lại cái côn nhân này.
Hiện tại đây là gồm 12 pin. Đấy. Anh em có thể mua cái pin này đóng được, pin này là pin 1650 đây. Đấy. Gồm 18 quả, gồm 8 quả. Hệ sử dụng hệ mạch là 4S2P. Anh em nào mà đã làm về dòng pin hoặc đóng pin thì đều có thể tự đóng được. Đấy. Còn bên mình sẽ mua nguyên bộ này. Các bạn đóng cái này thì để nó khít, thì nếu bạn đóng cái này thì nó sẽ không bị hở, nó phải chèn xốp. Thì các bạn phải đặt đi mua một cái, đây là cái vỏ này để anh em cho cái size pin này vào. Đây là dành cho anh em nào khéo tay có thể đóng được. Bởi vì thực tế mua cái viên pin này, dòng pin tốt khoảng tầm 25 đến 30 nghìn. Đây là 8 quả nó còn tầm gần 300 nghìn cộng với một mạch. Đây cái mạch bảo vệ đây. Cái mạch này có chức năng nó sẽ chống chập cháy này, chống sạc xả cao quá này, đấy, bảo vệ pin của mình. Đấy, khi là pin đầy thì nó sẽ ngắt không cho mình sạc nữa. Đấy, cộng cái vỏ thì trung bình nó khoảng tầm hơn 400 nghìn. Đấy, thì bên em cũng bán kèm cái pin này cho anh em là 500 nghìn. Pin mới tinh đập hộp luôn nhé, nguyên bộ loại anh em về lắp ráp là sau. Đấy, ok, ta đến tiếp. Đây là hai bánh. Hai bánh này gắn đến motor đấy, và thay đổi độ cao khác nhau tùy theo địa hình, tự động nó sẽ thay đổi và có motor bên trong. Đây là hai cái chổi quét rác, thì các bạn thường xuyên kiểm tra mình hai cái chổi này nhé, vì trong sử dụng nó sẽ bị thường xuyên bị tóc nó gắn vào đây và những cái chỗ trục và bàng này. Mình sẽ mở ra cho anh em xem luôn đây. Đấy, các bạn chỉ nhấc cái này ra thôi, đây nhấc phát này các bạn có thể tháo luôn được. Để mình nhắc luôn cho anh em xem này. Đấy. Thì ở đây các bạn thường xuyên vệ sinh cho mình những cái vị trí này, và những vị trí này là những cái vị trí hay bị tóc và các cái rác nó bắt vào, nó sẽ làm cản cái guồng quay này. Còn cái guồng quay này cực kỳ là trơn tru, anh em mình tháo nó xem đây này, chế tạo ở Nhật làm rất cẩn thận. Anh em đã dùng quạt Nhật rồi thì sẽ biết được đây là hệ thống trục, đây này bạc này và trục này lên cực kỳ là bền, và anh em vệ sinh rất là tiện thôi. Anh em có thể tháo ra, có thể vệ sinh sạch sẽ bên trong, có thể cho thêm một ít dầu máy khô vào đây thì đảm bảo cho nó chạy rất là mượt mà êm, không gây tiếng động. Đấy, và thường xuyên kiểm tra này. Cái này thì không phải theo định kỳ mà anh em cứ thường xuyên thôi, bẩn là anh em vệ sinh thì đảm bảo máy nó chạy nó không có hiện tượng bị rắc lặng mánh đà và sẽ gây tốn pin. Đấy. Ok, tiếp theo cái bộ phận các bạn kiểm tra nữa, cái bộ phận này đây là cái bánh thứ ba. Cái này thì đơn giản, anh em có thể nhấc trực tiếp lên được. Đấy, anh em vệ sinh những cái chỗ này đi, nó thường xuyên bị như này, hay là bị tóc rất là nhiều. Đấy, rất đơn giản thôi, tất cả anh em có thể làm tự vệ sinh ở nhà được. Thế là xong. Ok, một cái nữa là những cái cảm biến đây. Đây là những cảm biến 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 cảm biến này. Đấy, đây là những cảm biến va chạm này, cảm biến độ cao này. Đấy, rất là quan trọng. Anh em có thể vệ sinh những cái mắt cảm biến đi để cái cảm biến nó không bị kém, nó xem nó suy ra là vô tình mà nó đi ở cầu thang hay đi ở độ cao nó sẽ bị rơi gây hỏng hóc cho thiết bị. Các bạn thường xuyên vệ sinh cho mình. Đấy, còn cái điểm vẫn hai cái chốt tiếp xúc sạc này, vì mình về lâu dài nó sẽ bị đựng bị han gỉ hay là tiếp xúc kém, nó sẽ thúc giúp với cái đốc sàng ở đây, nên các bạn phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ cho mình để đảm bảo cho máy hoạt động hoàn hảo. Ok, đấy là toàn những cái cơ bản để anh em có thể tự vệ sinh rồi kiểm tra hệ thống chuyển động và hệ thống rác và hệ thống các bệnh ở phía dưới của dòng cái bụi này. Ok, mình sẽ dạy bạn cách sử dụng cái dòng máy này, thì rất là đơn giản thôi, gần như tất cả các dòng e-robot, dòng iRobot này thì cái cách thức hoạt động hoàn toàn giống hệt nhau. Nó chỉ khác một chút là dòng thì là sử dụng phím bấm cơ là trên đây, một dòng là phím bấm điện cảm ứng. Dòng model 780 này thì sử dụng dòng phím bấm cảm ứng, giữa là nút clear cũng tương đương nút bật tắt, các bạn ấn này. Khởi động này. Đấy, thì màn hình chính của máy thì bao gồm là nút bấm clear, kèm chính là nút tắt bật luôn. Ở trên đây nó sẽ gồm các phím bấm cảm ứng. Đấy. Tốt này. Các bạn muốn sử dụng bạn ấn lần nữa này, chạy này. Đấy.
Đấy. Cảm biến khi gặp các cái độ cao hay là xuống thấp thì máy chậm nó sẽ không rơi anh em nhé. Ok, đấy là cách thức hoạt động của máy rất đơn giản thôi. Tất cả máy đều có hệ thống cảm biến tự động. Khi gặp các cái vật cản thì máy sẽ tự động đổi hướng, hoặc khi gặp độ cao chênh lệch khi ra bàn đây thì máy sẽ tự động chạy lại, không ảnh không bị rơi khi các bạn để ở trên cao nhé. Ok, cách thức thì đơn giản như sau. Ở đây là một dãy phím phản ứng này. Đấy. Có các phím đây này, hao này, min này, ok này. Thì đây này là các bạn set up cho thời gian hiện tại. Chọn ra đây nhá. Ví dụ hôm nay là ngày thứ bảy này. 9 giờ bao nhiêu để bạn chọn đây cho mình. Đấy. Ví dụ bây giờ là 8:25 vẫn ok. Ok xong. À, thứ hai là chế độ thiết lập thời gian sử dụng. Ví dụ các bạn muốn là cứ sáng 7 giờ dậy là 7 giờ sáng là máy tự động sẽ lau nhà, thì vẫn là chế độ này. Đây là thời gian đây, nghịch tới chỗ này nhé, vấn đề có từ chủ nhật đến thứ hai. Bạn muốn ví dụ như các bạn là ngày thứ hai này, chọn các bạn 7 giờ sáng đi. Các bạn nhìn lên PM là chiều nhé, còn AM là sáng này. Thì các bạn hẹn là tầm 5 giờ 7 giờ sáng đi. Đấy, 7 giờ sáng là số tự động chạy nhé, bạn ok cho mình. Đấy, bây giờ bạn muốn là ngày khác này, bạn ấn lại đây cho mình. Không phải ngày sang, chuyển sang ngày thứ ba này. Đấy, cũng tương tự luôn, các bạn chuyển thời gian ở đây. Đấy. Ví dụ thứ ba là tầm 4 giờ rưỡi chiều, ok. Đấy, đơn giản thôi. Đấy, con nút bật tắt ấn là chạy này. Đấy. Thì có hai chế độ chạy, một là chế độ các bạn chạy trực tiếp, tức là bạn ấn thủ công bằng tay là bạn ra lệnh nó chạy luôn. Thứ hai là bạn có thể hẹn giờ cho nó chạy trong khung thời gian sáng, chiều, tối, các ngày trong tuần thế nào thì các bạn đấy. Máy sẽ chạy khi nào mà sạch nhà hoặc là hết pin thì máy sẽ tự động chuyển vào đốc sạc. Mình sẽ đợi qua bạn cái đốc sạc cho anh em dễ hình dung. Ở đây là cái đốc sạc đấy, và cái sạc zin cho máy đây. Đây là cái sạc zin cho máy. Anh em lưu ý là sạc này sử dụng điện 100V nhé. Đấy, công suất nó khoảng tầm 33W đây. Anh em lưu ý là các bạn nên cắm qua cục đổi nguồn. Nếu mà cháy cái sạc này là mất hơi bị nhiều tiền, nó khoảng tầm hơn 500.000 cơ. Đấy thì lưu ý một số anh em sử dụng dòng đốc sạc này thì các bạn đặt ở cái vị trí nào làm sao nó phải rộng rãi để khi mà cái robot này nó hết pin đấy thì nó tự động nó sẽ truy tìm về cái đốc sạc nó sạc pin. Thì theo mình các bạn để mỗi bên này rộng khoảng tầm 30 cm, lôm na như khi em lùi xe vào chuồng ấy, các bạn để rộng ra để lùi phát dễ. Thì con robot này nó tự động định vị vào hai cái định vị này, nó sẽ định vị vào với nhau đấy. Thì nếu các bạn nên gắn chặt cái đốc sạc này xuống mặt đây hoặc vào tường để nó không sẽ di chuyển, vì trong quá trình nếu mà nó không cân thì con robot nó sẽ không tiếp xúc hai cái thiết điểm này nhé, thì không xài được pin. Cái chip men hình chính đây, biểu tượng pin đây, thì nó có 3 trạng thái. Trạng thái màu xanh là pin đã đầy, màu vàng là pin là đã yếu, và màu đỏ là chuẩn bị hết rồi. Thì anh em chỉ nhìn vào biểu tượng sàng này thì có thể biết được tình trạng pin như nào. Thì trên đây có cái chữ đốc này, còn ấn này cái này thì tự động nó sẽ tự động làm vào sáng luôn. Đấy. Khi mà nó báo xong nó sáng đèn là đang sạc. Thì anh em biết đây là mình đang còn pin, nếu hết pin thì nó tự động về, còn mình thử ấn đốc này cũng được. Thế thì anh em lưu ý này, ví dụ các bạn nhìn ý xem này, giả sử nhé, bỏ ra này. Đấy, nó sẽ tự động nó sẽ chạy lại để nó định vị lại cái sạc. Đấy, rất hay, rất thông minh đấy, nó sẽ tự động nó định vị để nó tự động nó sạc cho cái robot này. Thì có một số trường hợp là do sẽ không vào được cái đốc sạc. Thứ nhất là do này
cái địa hình của bản đẻ cái đốc xà này nó rất là vướng các chướng ngại vật, máy nó không vào được. Thứ hai nữa là cái con này nó chưa kịp đến thì nó hết pin, nên là các bạn nếu các bạn thủ công các bạn có thể tự động xài bằng tay cũng được cho chủ động hơn, đơn giản thôi, các bạn ấn là vào cũng được. Đấy, hoặc là các bạn cứ để xa xa hay ra thì trên phím bấm nó có phím động này, còn ấn cái này đấy, là tự động nó chui vào sáng luôn, rất tiện đấy. Vì nhiều khi là pin của một số con nó kém, hoặc là khi mà cái này nó ở xa cái đốc xà quá, xong rồi ra nó chuẩn bị nó về đây rồi nó hết sạc rồi thì suy ra nó còn không sạc được. Thì trung bình các cái dòng này thì thời lượng pin sử dụng tầm từ 2 tiếng đến 3 tiếng, phù hợp cho anh em sử dụng là lau nhà rất là thoải mái. Hiện tại nhà mình cũng đang sử dụng dòng này, mình rất thích là nó có thể luồn vào những cái khu vực trong gầm giường, gầm ghế rất tiện lợi luôn. Và nó có một cái chức năng này nữa rất là hay, mình cảm thấy rất là ok, là chức năng support. Chức năng này nó như này, đơn giản thôi, mình sẽ ví dụ cho anh em. Chức năng này ở trên đây nó có để sim support, các bạn nhìn điện thoại hơi khó, tức là gì? Giả sử các bạn làm đang một chỗ đang bị bẩn một vị trí, một cái vị trí nhỏ gọn như thế này, thì cái chế độ nó sẽ quay trong vòng cái tâm tính ở đây khoảng tầm 1,5 m nó quay tròn này, thì nó chỉ vệ sinh hút những cái bẩn xung quanh như thế thôi. Thì các bạn ấn phím này này, support này, đấy, ok, thế là nó sẽ quay, các bạn nhìn này. Đấy, nó cứ quay theo hình xoắn ốc này, trong vòng cứ từ nhỏ đến to, trong vòng đường kính là tầm 1,5 m, để nó chỉ sử dụng nó hút bụi ở vị trí nhỏ gọn này thôi. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa, nó cứ quay trong vòng đường kính tầm 1,5 m. Ví dụ chạm chân này, nó sẽ quay hướng khác này. Ok, đây là toàn bộ những cái tổng quát về cái dòng Isobot này. Để cho những anh em nào mà chưa trải nghiệm sử dụng dòng này, anh em có thể tìm hiểu thêm về cái dòng Isobot này ở trên mạng. Có rất nhiều các những bài video hướng dẫn cách sử dụng thông số.